8. Một pháp cần sanh khởi. Bất động trí. Bất động trí ở đây nên biết là trí tuệ thuộc quả siêu thế. Theo Sở Giải Kinh Dasutara Sutta, siêu thế quả trí không thể bị năng lực khác làm cho chuyển động, biến hoại, cho dù như bậc hữu học còn tái sanh ở cõi khác. Khi sanh ra, trí siêu thế của vị ấy cũng không biến thái.